Thưa quý vị, với những thủ đoạn tinh vi, ma túy tổng hợp, chất kích thích ẩn tàng trong nhiều loại thức ăn, đồ uống đang được các đối tượng xấu sử dụng để tiếp cận học sinh, sinh viên thông qua nhiều phương thức khác nhau. Mới đây, vụ việc 6 học sinh của một trung tâm giáo dục trên địa bàn quận Thanh Khê phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc khi sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng, nghi là ma túy nước biển. Một lần nữa, giống lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa ma túy vẫn đang rình rập học đường. Theo Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đã sử dụng các dung dịch có màu pha vào nước uống để bán cho học sinh với phương thức tinh vi thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội. Không chỉ đơn thuần gây ra ảo giác, loại ma túy nước biển mới này có tiềm ẩn nhiều hệ lụy, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Gamma dioxide, acid butyrat, đây là dạng ma túy dạng nước biển, nước xoài, nước trái cây. Trong giới trẻ học sinh thì hay gọi đây là nước vitamin C. Các em là mua một chai đổ khoảng là 10 giọt vào một chai nước ngọt. Sau đó cùng chia nhau ra uống. Đó, vừa uống xong 15 phút là các em là lên cơn co giật, sùi bọt mép và giãn động tử liền. Ở đây là trong các giới trẻ là đưa các chất này vào người thì nhanh chóng hưng phấn, tạo ảo giác. Ngay sau vụ việc, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng có biện pháp tuyên truyền, cảnh báo học sinh để tránh tiếp cận với chất ma túy mới này, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình tệ nạn ma túy trên cả nước và tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, đặc biệt là các thủ đoạn dụ dỗ lôi kéo thanh thiếu niên, học sinh sử dụng trái phép chất ma túy. Ở nhà trường thì lắp đặt rất là nhiều camera ở hành lang, camera ở cổng trường. Thì tất cả viên chức người lao động của nhà trường là luôn luôn là một tuyên truyền viên và luôn luôn theo dõi. Nhưng mà nếu như mà thấy được những cái đối tượng nào mà có vấn đề nghi vấn thì chúng tôi đều phải làm cái công tác đó là gặp, trao đổi. Và nếu như có nghi vấn nặng hơn nữa thì chúng tôi sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng để mà kịp thời xử lý. Qua những buổi sinh hoạt sáng hôm nay thì em thấy rất là bổ ích và giúp cho em có thêm những kỹ năng và kiến thức để mà tránh xa những tệ nạn ma túy như thế này. Có thể nói, hiểm họa từ ma túy vẫn đang rình rập thế hệ trẻ khi các đối tượng tìm mọi cách để tiếp cận học sinh ngay từ ghế nhà trường, nhất là thông qua mạng xã hội. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, việc giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh khi tham gia mạng xã hội cũng cần được gia đình, nhà trường quan tâm. Ma túy thì có rất nhiều hình thức và nhiều dạng khác nhau. Và người ta thì lợi dụng cái mạng xã hội để đưa cái ma túy vào hồng đường. Và em thấy cái việc đó rất là gây hại đến cho các bạn trẻ. Và theo em thì cái việc mà nâng cao nhận thức về việc sử dụng mạng xã hội nó cũng góp phần quan trọng trong việc phòng chống ma túy. Thời gian đến, đoàn thanh niên tại địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong thanh niên, đồng thời tích cực phối hợp với đoàn thanh niên khối trường học, tổ chức các sân chơi, tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, góp phần nâng cao nhận thức trong lối sống, hành xử của đoàn viên thanh niên.